Arena ở Nha Trang. Bức tượng sẽ gộp lại với nhau một tác phẩm được một nghệ sĩ ở Đức tạo ra cho khu đồi Arena. Sau gần 10 phút thì hai bức tượng sẽ nhập vào nhau. Quá đẹp. Hai bức tượng đang dần dần gộp lại thành một. Giữa hai bức tượng là những cái đường khe để có thể đan xen vào nhau. Wow, đẹp quá. Bây giờ hai bức tượng đã vô vào nhau luôn rồi. Là khu quảng trường của The Arena Nha Trang. Rồi hai bức tượng đã nhập vào nhau rồi. Hay quá. Thưa quý vị, chúng ta đã được theo dõi màn trình diễn nghệ thuật của nhà nhạc nước tại The Arena, phần trình diễn của các dancer tại biểu tượng tình bức tượng tình nhân Alanino nổi tiếng. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn các bạn dancer, các bộ phận âm thanh kỹ thuật đã cho chúng tôi cùng bạn thưởng lãm bài trình diễn nghệ thuật và giải trí tuyệt vời. Thay mặt khu nghỉ dưỡng, tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena, chân thành cảm ơn sự hiện diện quý báu ngày hôm nay của đại diện các vị lãnh đạo địa phương, giám đốc sở ban ngành, các đối tác chiến lược và toàn thể các vị khách quý, các anh chị phóng viên báo chí và truyền hình đã cùng đến với chương trình của chúng tôi để đưa tin về chương trình này. Chúng ta đã có buổi lễ ký kết vô cùng thành công tốt đẹp và chúng ta cùng nhau tin tưởng và hy vọng rằng The Arena sẽ là một điểm đến hấp dẫn trong tương lai.
tất cả du khách đến với Nha Trang Khánh Hòa, quý vị du khách ở trong nước và quốc tế, và cùng kỳ vọng những điều thành công vượt trội mà The Arena sẽ cùng hợp tác cùng với Sở Văn hóa Thể thao của